Les nouveaux développements en Allemagne donnent un exemple saisissant de la politique fondamentale fausse de la direction du prolétariat. Assimilation de la démocratie au fascisme, répudiation de la politique de front unique et par suite renonciation au soviet. Leon Trotsky là một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong cuộc tiếp quản quyền lực của phe Bolshevik ở Nga. Ông chỉ đứng sau Vladimir Lenin trong những thời kỳ đầu Đảng Cộng sản Liên Xô nắm quyền. Tuy nhiên, ông đã bị Joseph Stalin đánh bại trong cuộc tranh giành quyền lực sau khi Lenin mất và bị ám sát khi đang sống lưu vong. Nhưng những ý tưởng của ông vẫn ảnh hưởng đến phong trào cánh tả trên toàn thế giới. Dưới đây là 6 sự thật về chính trị gia Liên Xô thời kỳ đầu này. Ông luôn luôn di chuyển. Leon Trotsky sinh năm 1879 tại làng Yenatsa, miền nam của Ukraine ngày nay. Cha mẹ ông là địa chủ gốc Do Thái và sống một ngôi làng yên tĩnh. Tuy vậy, Leon từ nhỏ đã tiếp thu những ý tưởng cách mạng. Khi mới 17 tuổi, ông tham gia vào một tổ chức ngầm và 2 năm sau đó bị bắt giam. Ông đã trải qua 2 năm di chuyển giữa các nhà tù ở Nikolaev, Kherson, Odessa và Moscow trước khi bị kết án 4 năm lưu đày ở Siberia vào năm 1900. Năm 1902, Leon trốn sang châu Âu từ Siberia với hộ chiếu giả mang tên Trotsky. Ông tham gia vào các nhóm tư tưởng Mác ở châu Âu và trở về Nga để tham gia cuộc cách mạng năm 1905. Ông lại bị bỏ tù, nhưng vẫn trốn sang châu Âu làm phóng viên chiến tranh ở Ban Căng. Trong Thế chiến thứ nhất, ông đi sang New York khi Nicholas II thoái vị vào tháng 2 năm 1917. Ông quyết định đã đến lúc trở về Nga. Lenin và Trotsky từng là kẻ thù. Trotsky gặp Vladimir Lenin tại London vào năm 1902 và Lenin đã có ảnh hưởng khá lớn đến ông. Tuy nhiên, hai người đã hình thành xung đột về mặt tư tưởng chính trị. Trong năm 1902 và 1903, Trotsky ủng hộ những người Menshevik ôn hòa trong khi Lenin lãnh đạo những người Bolshevik cực đoan hơn. Cuối cùng, hai người đã hòa giải và Trotsky ủng hộ Lenin trong cuộc cách mạng năm 1917. Lenin và Trotsky cũng bất đồng về cách đàm phán hòa bình với người Đức để kéo Nga ra khỏi Thế chiến thứ nhất, cách quản lý tình hình nông nghiệp trong những năm chiến tranh và cách đối phó với các tổ chức công đoàn. Nhưng ông và Lenin đã cố gắng làm việc cùng nhau vì lợi ích của cuộc cách mạng. Trotsky là người đứng ra thành lập Hồng quân. Khi nội chiến Nga nổ ra giữa những người Bolshevik và lực lượng bạch vệ ủng hộ Nga Hoàng vào năm 1918, Trotsky đã thành lập Hồng quân hoạt động một cách hiệu quả từ những năm tháng đầu tiên. Ông đã đi từ nơi này đến nơi khác khắp nước Nga trên một chuyến tàu, thành lập và quản lý các đơn vị quân đội. Theo ước tính, đoàn tàu của ông đã đi hơn 65.000 dặm trong suốt cuộc chiến. Điểm mạnh của ông là khả năng diễn thuyết và lôi cuốn người nghe. Một số người ví ông như là nhà tiên tri về quân sự và hầu hết đều đồng ý sự chiến thắng của Hồng quân trong cuộc nội chiến Nga là do tài năng quản lý và tầm nhìn chiến lược của Trotsky. Trotsky là một người thông minh kết hợp tàn nhẫn. Nghệ sĩ Yuri Anankovich viết, Trotsky là một trí thức theo đúng nghĩa đen của từ này. Ông nhớ lại khi nói về Trotsky, trái ngược với nhiều nhà lãnh đạo Bolshevik khác, Trotsky là người có học thức, lịch sự và vui vẻ khi nói về nghệ thuật. Tuy nhiên, học thức của Trotsky không làm cho ông trở thành một người nhân hậu hơn. Cũng giống như những người Bolshevik khác, ông ủng hộ khái niệm khủng bố đỏ với ý nghĩa và hành động diệt cỏ tận gốc của những mầm mống kẻ thù của cách mạng, gây ra cái chết cho biết bao dân Nga đi theo tư tưởng khác với Cộng sản. Có lần ông đích thân ra lệnh xử tử từng người 10 thành viên trong một trung đoàn đã bỏ chạy khỏi trận chiến. Những tính cách khác với Stalin. Trong những năm cách mạng và nội chiến, Trotsky là người có ảnh hưởng lớn trong đảng Bolshevik chỉ sau Lenin. Nhưng sau khi Lenin lâm bệnh và qua đời vào năm 1924, ảnh hưởng của ông bắt đầu suy yếu. Trong cuốn sách xây dựng nước Nga của Lenin, Simon Lieberman nói về Trotsky như sau. Ông ấy là một nhà tư tưởng và một diễn giả xuất sắc, nhưng không có nhiều kỹ năng xã hội. Các phụ tá thân cận nhất của anh ấy ngưỡng mộ anh ấy, chắc chắn là vậy. Nhưng ngay cả lúc đó, anh ấy vẫn luôn là một nhân vật cô đơn. Joseph Stalin, người giữ một vị trí khiêm tốn hơn trong đảng trong những năm đầu tiên sau cuộc cách mạng,
Nhưng Stalin đã biết nắm bắt thế chủ động và thuyết phục các đảng viên khác gia nhập phe của mình. Trotsky khinh thường gọi Stalin là kẻ tầm thường kiệt xuất nhất trong đảng. Nhưng kẻ tầm thường này đã âm thầm thu phục được phần lớn những người Bolshevik cao cấp. Điều này đã mang lại chiến thắng cho Stalin trong các cuộc tranh chấp nội bộ đảng. Cái chết của ông cực kỳ kinh khủng. Cuối những năm 1920, Trotsky mất hết vị trí này đến vị trí khác trong đảng. Ông bị buộc tội lệch lạc tư tưởng, và những người ủng hộ ông đã quay lưng và đẩy ông ra khỏi quyền lực. Năm 1929, ông bị trục xuất khỏi Liên Xô. Sự tuyên truyền của chủ nghĩa Stalin đã biến Trotsky thành một nhân vật bất đồng chính kiến có ý định bôi nhọ ý nghĩa cách mạng. Đầu tiên ông sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó ở Pháp, Na Uy trước khi bị từ chối tị nạn và bị trục xuất sang Mexico năm 1936. Trong suốt những năm sống lưu vong, Trotsky chỉ trích gay gắt Stalin vì đã phản bội chủ nghĩa Marx. Năm 1939, Stalin ra lệnh thủ tiêu Trotsky, và một năm sau đó, Trotsky lúc đó 60 tuổi, bị đặc vụ Liên Xô là Raymond Mercader dùng một chiếc búa ghim vào đầu Trotsky. Ông chưa chết hẳn và được cấp cứu, nhưng vẫn không qua khỏi. Một đài tưởng niệm khiêm tốn với hình búa liềm trang trí phần mộ của nhà lãnh đạo quyền lực một thời của cuộc cách mạng Nga. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài viết của chúng mình. Nếu các bạn thấy hay hãy like và share nhé. Và hãy bình luận dưới bài viết, chúng mình sẽ rất vui vì thấy có đóng góp kiến thức cho xã hội.